SCTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Ủa mà để làm gì vậy chị? Ôi dồi ôi, mày không thấy cái túi đông nát lù lù ở ngay góc nhà kia à? Tao chịu mày rồi, mày xuống đấy tìm chai dầu ngay cho tao. Chị, không phải chai dầu ăn cơ mà. Có bán bao nhiêu đồng nữa chứ? Mấy đồng cũng không phải là tiền à? Mày á, mày á đúng là tiểu thư công chúa, con nhà lính tính nhà quan. Mày xuống đấy tìm lại ngay chai dầu cho tao đi, nhanh lên. Chị, ai lại bây giờ xuống với thùng rác ra bao giờ? Người ta biết được cái cười thối mặt em á. Thế bây giờ mày nhìn thấy ba đống rác ngoài đường người ta nhặt rác thì mày cũng cười thối mặt người ta à? Mày á, bệnh sĩ chứ trước bệnh tim đấy biết chưa? Xuống đi nhanh lên, để đó lên tao dán cho. Đi nhanh lên, nhanh lên. Vẫn còn đứng đấy được nữa, đi nhanh lên. Rồi em đi nè. Phí hoài. Thôi ông ơi, tôi không ổn rồi. Chán bà thế nhỉ? Vừa mới chạy vòng mà đã kêu rồi, kém thế. Già rồi, không đủ được với bọn trẻ. Kinh nhỉ, mới có tí tuổi đầu, mặt thì búng ra sữa, nói chuyện như ông cụ non ấy. Ông bảo ai là ông cụ non cơ? Thì không phải là ông cụ thì là bà cụ. Một bà cụ non trong hình hài một cùng với các con nhỉ. Này, bà cụ non nằm để vèo má như ông không hả? Hay là lâu rồi hoàn cước của tôi nên ông nhớ hả? Tôi dạy võ cho bài mà phản tôi đấy à? Chạy tiếp đi, hôm nay trời đang đẹp mà, đi. Thôi, tôi không còn một giọt sức nào nữa rồi, ông tự đi đi. Trời ơi, thế mà lúc nãy nó bảo nó không còn giọt sức nào nữa. Thank you.
và tranh cả cái vỏ hộp với bà đổ nát. Nhưng mà cháu nhìn thấy chưa mà. Thế bây giờ bà đam mê đổ nát đến cái mức độ này rồi cơ à? Đang mạnh đi chứ. Này, ông không biết đổ nát đang lên giá đấy. Đây không phải là bạn tôi. Ôi này, ba mẹ kiểu gì đây? Cho tôi với. Chào chị ạ. Chị có ổn không ạ? Dạ chị ơi, bây giờ là 8 giờ 45 phút rồi, 9 giờ quán em đóng cửa. Chị có chắc chắn là chị muốn ngồi không ạ? Thì đã 9 giờ đâu mà anh đuổi tôi. Tại sao mọi người đối xử vũ vàng với tôi như thế? Tôi phải đi đâu để tìm thấy một giọt yêu thương đây? Dạ, thế chị uống gì để em pha? Vậy anh cho tôi một loại đồ uống mà có thể quên hết mọi đau khổ được không? Hay là để em pha cho chị một cốc sinh tố dừa để chị bớt căng thẳng chị nhá. Thôi được, nhưng mà anh phải làm bằng cả trái tim đấy. Trái tim của tôi đang bị vỡ tan rồi, chênh vênh lắm. Chị đợi một chút ạ. Mà này, cậu cho tôi thêm một đĩa hướng dương, nhưng mà vì cô Mai nhá, để cho tôi còn có hy vọng và một ngày mai của tôi tươi sáng hơn. Chị thông cảm, quán em chỉ có hướng dương thường thôi chị ạ, không có vị phô mai chị ạ. Không có, tại sao lại không có? Tại sao? Có phải ý anh là tôi không xứng đáng để được một chút vị ngọt bùi của cuộc sống đúng không? Không không không, không chị ơi, em không có ý đó đâu chị ạ. Nếu mà anh không có ý đó thì anh đi mua hướng dương về đây cho tôi đi. Dạ chị ơi, hay là cũng muộn rồi. Tôi biết ngay mà, thế gian này tất cả mọi người không ai cần tôi nữa. Mọi người xua đuổi tôi. Chị ơi, mày đã tập đi cuộc đời để làm gì nữa, tôi chết chứ rồi. Ôi, chị ơi, để em đi mua dương chị ngay bây giờ đấy ạ. Chị bình tĩnh chị nhá, chị để em chút ạ. Chẳng hết rồi.
đâu vậy? Tao đi có việc. Anh ơi, cho em hỏi chút xíu là bạn Quân hôm nay có đi làm không ạ? Mày là bạn thằng Quân đúng không? Vâng ạ. Tao gọi nó không nghe máy này, chụp cuộc rồi. Mày bảo nó đem tiền trả cho tao. Sao bạn tôi lại nợ tiền anh? Sao ấy? Trong giờ làm việc, nó tự ý bỏ đi ra ngoài, làm nó trộm vào cuỗi hết tiền của tao, 13 triệu đấy. Mà có khi thằng Bất Dậy này nó lại thông đồng với thằng trộm kia lấy tiền của tao cũng nên. Này anh kia, anh nói cho cẩn thận. Bạn tôi là một người đàng hoàng tử tế, không làm răm ba cái thao bẩn thỉu như anh vừa nói đâu. Nếu bạn mày đàng hoàng tử tế, tao gọi nó lại nghe máy. Bạn Bất Dậy, nếu mà trong ngày hôm nay ấy, thằng bạn mày không trả tiền tao ấy, tao cho người đánh cho que chân luôn. Anh có ai là thằng Bất Dậy hả? À, con danh con này. Mày vinh mặt với ai? Tao bảo bạn mày thằng Bất Dậy đấy. Có làm sao? Tao chốt lại nhá. Nếu trong ngày hôm nay không trả 13 triệu nhá, tao cho người đánh que chân luôn. Trộm cắp phố láo Bất Dậy. Này, thằng trộm cắp hả? Con danh con mày dám? Ra là mày cũng biết sợ đấy. Tiền bố mày đâu? Trả đây. Không liên quan gì đến bạn tôi. Còn bà, bà đấy này làm cái gì? Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Bà cứ ra ngoài đợi tôi trước đi. Ông yên tâm, tôi không bao giờ trốn cả. Lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đây là 4.750.000. Hiện tại tôi chỉ mới xoay được một ngày thôi. Mong anh cầm tạm. Số tiền còn lại tôi hứa tôi sẽ trả cho anh đầy đủ. Này, ông điên à? Việc gì phải trả? Được rồi, bao giờ trả đủ ấy? Chỗ giấy tờ này tôi trả lại cho mày. Sao anh lấy giấy tờ của bà tôi? Bố láo, nó cha nó choi. Lấy lại đi, ông cần giấy tờ để mai đi thi rồi còn gì nữa. Thú thật là ngày mai tôi có một kỳ thi rất là quan trọng ấy. Nên tôi mong anh trả lại giấy tờ cho tôi. Thi thố là việc của mày, liên quan gì đến tao? Anh! Thôi bỏ đi bà ơi, ngày mai tôi không đi thi nữa đâu. Ông bị điên à? Thôi được rồi, tôi sẽ trả thay bạn tôi. Con bạn mày khá đấy, được. Đọc số tài khoản đi. Làm cái gì đấy hả? 1903-630. Làm gì? 567-0011. Linh San. Bỏ ra. Trước giờ tôi nghĩ tôi với ông là bạn thân cơ, hóa ra là do tôi tưởng tượng. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ coi tôi là bạn thân hết. Bà nói gì vậy? Bà thừa biết từ trước đến nay tôi có mỗi người bạn thân là bà còn gì. Bạn thân á? Bạn thân mà những lúc khó khăn hoạn nạn như này ông không hề nghĩ đến tôi. Thế thì bạn thân làm chó gì nữa? Tôi không cần một người bạn thân như thế. Tôi chỉ là tôi không muốn bà lo lắng thôi mà. Ông nói cứ như phim ấy nhở? Hay là ông coi thường một người bạn thân đi nhặt đồng nát sắt vụn như tôi? Nên ông nghĩ tôi lúc nào cũng keo kiệt, hà tiện, ủi xịn đến mức không thể giúp được người bạn thân mình những cái lúc như thế này. Trong mắt ông, tôi là đứa bạn thân tồi tệ như thế, đúng chưa? Ơ kìa, không phải như thế. Linh San. À. Linh San. Đau, nhẹ cái tay thôi. Yêu. Tôi xin lỗi. Này, ông mua miếng này bao nhiêu tiền đấy? Bà hỏi làm cái gì? Thì hỏi để biết. 22.000 mua ở hiệu thuốc, được chưa? Cái gì cơ? 22.000 á? Ôi dồi ôi, ông bị bóp rồi. Cái này ấy, bình thường chỉ 19.000 thôi. Ông bị người ta bóp rồi. Rồi ơi, tí cũng không xong. Bà ngồi im đi. Giờ này còn đắt với rẻ nữa. Bảo sao tôi không ái ngại khi nợ tiền của bà. Để tôi đặt xe cho bà về đây. Cái gì cơ? Trời ơi, không cần đặt xe đâu. Nhà thì ngay kia. Đặt xe làm gì nữa? Yên tâm, tôi đi được. Nhìn này. Về được không đây? Được.
lắm không? Chả thế. Ba ăn cái gì mà nặng như con heo vậy? Thì thả tôi xuống đi, tôi đã bảo tôi tự đi được rồi mà. Thôi, bảo im này đi cho tôi nhờ. Mà này, nghĩ đến cái lão chủ tiệm của ông không? Bực hết cả mình. Tự dưng, cái chuyện trộm cắp là cái chuyện không ai lường trước được, lại đổ hết cho ông. Hôm nay á, ông mà không đến sớm á, tôi quyết sống mãi một trận với ông ta. Lão ta ấy, là một giang hồ chính hiệu đấy. Ba đừng có mà ngựa non hào đá. Coi như là xui xẻo đi. Của đi thay người vậy. Tự dưng rước bực vào người. Mà này, tại sao quán ông lại không có camera nhở? Nếu mà có camera coi được cái con mụ đấy á, con mụ đấy biết tay tôi. Úi giời, không dễ đâu bà ơi. Thời đại này trộm cắp như rươi ấy. Ông á, thế là ông không biết sức mạnh của cộng đồng mạng rồi. Ê, cho tôi xuống, cho tôi xuống, nhanh lên. Cái gì nữa? Nhanh lên, cho tôi xuống đi, gấp lắm luôn. Nhanh. Này, lại bìa cắt tông đang lên giá đó.